Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi đến chỗ cái tên là Summit nha các bạn. Đó. Chỗ đó là bán đồ phục tùng xe hơi nha, với đồ chơi xe hơi đó các bạn thấy không? Ga kinh đó. Đó, đồ độ xe đồ này kia nha. Đó, những đồ cần thiết cho xe hơi đó. Đó thì mình sẽ vào bên trong quay cho các bạn xem nha. Ở trong đây thì các loại luôn các bạn. Ở đây trước mắt mình có chiếc xe Honda nè các bạn thấy không? Đó, xe mô tô Honda nè, ngầu quá ngầu luôn nè. Đó, quá dữ luôn. Rồi thì mình sẽ dắt các bạn vào bên trong nha. Đó. Đây các bạn, đây tên đây Summit đây. Rồi mời các bạn vào trong. Trong đây thì mình thấy mình thì lần đầu cũng mới tới đây thôi nha. Đó, thì mình ở ngoài nhìn vô mình thấy có mấy chiếc xe độ rồi các bạn. Đó. Đây là các bạn nhìn từ kiến vô nè, mấy xe để trên cái sàn nó quay nè. Đó. Xe này chắc mấy xe rồi, xe cổ các bạn ơi. Các bạn thấy không? Đó, rồi mình tiến vào bên trong nha. Đây. Vào bên trong. Đó, quá trời luôn nè. Đó. Rộng lớn luôn. Rồi. Mời vào bên trong nha. Đó, đây có chiếc xe cổ nè. Đó. Trong đây thì bán mấy đồ phục tùng xe cổ rồi nha. Đó, đây là mấy thiết bị để dọn xe cổ nè. Đó. Có đóng tên của nó là Summit nè. Đó. Đây là bán làm đồ phạt á. Xe cổ đẹp quá nè. Ngầu quá ngầu luôn không. Xe này chắc cũng mắc tiền lắm nha, không rẻ đâu nha. Đó. Quá ngầu luôn. Rồi. Sẽ đi quay dài dài các bạn xem nha. Đó, đây nè, đây mấy cái thiết bị để độ xe nè. Đó. Ở trên có chiếc xe các bạn thấy không? Chiếc xe thể thao đó. Đó, quá trời luôn. Quá ngầu luôn, nhiều đồ quá trời nhiều đồ luôn. Toàn là đồ phạt không à. Ở đây thì mấy cái đồ phạt xe nè, với mấy cái này hình như là đời xe nè, dàn đời xe nè của xe cổ nè. Đó. Cái này bán cái giá như nha. Ồ cái này bán này, bộ này bán 2.395 đồng rồi nha. Đó. Cái bộ này cũng 2.100 mấy nè. Quá dữ luôn. Wow, mấy cái này cũng ra cũng mắc dữ ha. Cổ quá cổ mà. Đó, rồi, mình sẽ đi quay tiếp cho các bạn xem nha. Đó, đây, thì đây là mấy cái Boe nó nè. Mấy cái Boe hay gì nè, nó. Mấy cái này bán cũng giá cũng rẻ nha, có 29 đồng à. Đó, giá này các bạn, quá trời luôn nè. Đó. Xanh đỏ trắng gì đủ thứ màu cho nghèo quá đẹp luôn. Wow, vào cửa hàng này sẽ đã thì chứ. Đó, đầy đủ hãng xe nè. Mấy cái này của mấy hãng Chevrolet hay gì nè. Đó. Mấy cái này là cái két nước hay gì các bạn ơi. Đó, bán trăm mấy đồng mà cũng rẻ. Đây là nguyên dàn cái hoa lăng xe cũ nè, hoa lăng xe nè. Thì hồi trước mình có làm cái video về xe đó, mình thấy hình như mấy xe cổ đó thì cũng chắc cũng mua đồ trong đây về dọn lên nè. Chứ mình nghĩ mấy đồ xưa chắc cũng đẹp vậy đâu, các bạn thấy không? Quá đẹp luôn nè. Đó. Mấy cái này thì có giá cũng rẻ nè, có trăm mấy đồng à, 142 đồng 99 nè. Đó. Đây thì cũng trăm mấy đồng nè. Thì xe mình mua xe gì thiếu nào vô đây mua gắn vô nha. Trong đây bán đầy đủ các bạn ơi. Quá trời luôn, lần đầu tiên mình tới đây luôn nha. Đó, mình cũng đi dài thì với các bạn xem luôn á. Ở đây thì mấy cái lốc máy nè. Ồ, mấy cái lốc máy rồi bích tông rồi này kia nè, đó thấy không? Các bạn thấy không? Đó. Đó, mấy cái lỗ bích tông nè. Đây. Cái này phải bích tông không ta? Nó hay là cái này là cái xúc bắp hay gì đó. Xe thường xe Honda có xúc bắp xúc gì đó. Đó. Cũng họ cũng bán luôn nè. Ồ mấy cái này mắc nha các bạn. Mấy cái này 2.000 mấy nha. Đó, mấy cái này tới 2.000 mấy một cái này nha. Wow. Thằng này của hãng là gì đây ta? Thằng này của xe gì đây mình chưa thấy đọc tên vậy ta? Xe hiệu gì đây không thấy luôn vậy. Đó, chắc này to hay gì nè, để nè, giá là 2.000 mấy nè. Đó, thì mấy thằng này mình không biết là hiệu xe gì luôn các bạn ơi. Đó, mình chỉ thấy là thấy giá cả của nó thôi nè, mình không thấy để tên hãng xe nha. Đó, đây giá nè các bạn thấy không, quá trời luôn nè. Trời ơi, vô đây mà thấy mà đã thì ghiền đi chứ. Đó, đầy đoán đầy đủ ra. Đây là mấy cái đồ để dạng như là dọn xe đó. Đó. Rồi cái bên đây là nó xe nó bích tông xe nè. Đó. Bích tông xe nè, nguyên dàn bích tông nè. Wow, đã quá hả. Ồ. Wow, ngầu quá các bạn.
đó, mấy cái này biết đó nè, thấy không? Đó, về cho mình vô đây mình lựa xem mình hư gì vô đây mình mua nha. Đó, đây nè, đây là chiếc này bán một cái này, cái cục này không là bán 1000 mấy nè, 1099 đô nha. Đó, wow, quá ngầu luôn. Đó, trong đây thì bán đầy đủ hết trơn các bạn ơi. Đây có nguyên cái máy của cái máy xe luôn nè. Đó, nguyên một cái máy xe luôn nè nha. Đó, cái máy xe từ trên xuống dưới luôn nè, đầy đủ nè, hiệu nó nè. Đó, để mình coi giá cái máy này bán bao nhiêu tiền nha. Đó, để mình coi xem có giá không nha. Giá cái máy này thì mình không thấy giá nha các bạn, chắc mình muốn mua mình phải hỏi người ta nha. Ở đây mấy cái vàng bô nè. Đó, quá trời luôn. Đây chắc bình dầu quá, bình lượng dầu, bình dầu vậy nè, dầu thắng, dầu gì đó. Đó, tầm lum tầm la hết, mình cũng nhiều thứ mình cũng biết nha. Vô đây mình thấy bất ngờ luôn á, đúng là qua đây bất ngờ tới bất ngờ khác các bạn ơi. Quá trời luôn, nhìn mà chiêm ngưỡng là đã mắt luôn á. Trước giờ mình mới vô đây luôn nha. Đó, hôm nay thì mình vô đây mình review các bạn là mình lần đầu mình vô đây luôn đó. Đó, quá dữ luôn, ngầu quá ngầu luôn. Đây thì nguyên cái gì đây, à mấy cái đầu này chắc bình xăng đồ này kia đó. Wow, bình xăng đồ này kia nè, hả gì nè các bạn. Đó, đúng rồi nè, bình xăng nè, nó lên ga rồi nè, không nó chắc nghĩ về bình xăng đó các bạn. Đó, bình xăng đó nha. Đó, mấy cái này bán cũng 500 mấy một cái à. Đó, đó thấy không, nó xanh xanh, hồng cam cam, hồng hồng rồi nha, tím tím đồ này kia nọ để cho bắt mắt nha. Đó, quá đẹp luôn. Đó, nguyên cái dàn lược két nước đó. Đó, quá đã luôn, wow, ngầu quá ngầu luôn nè. Đó, đây là đầu máy nè. Đó, wow, các bạn thấy không, lăn ở trong thấy là có kiến nữa, thấy không? Ngầu quá vậy ta, đụng cái khi nào ngay đền không ta, chắc không đâu á. Đó, thì cái này thì mình quay ngược nha, thông cảm nha các bạn, mình đứng nghịch đường nha. Cái này bán 3674 đồng nè. Đó, cái đầu máy hiệu này nè. Đó, không biết của hãng xe nào luôn á. Mấy xe bên này mình qua đây mình nhìn thấy hãng xe lạ lạ là lạ không à, đúng là mình đi 1000 đàn học sàn khôn thì các bạn ơi. Đó, biết được nhiều thứ quá trời, được nhiều thứ luôn á, nhiều thứ mình bên đây mình cần phải biết lắm nha. Tại quá trời cái gì nó cũng lạ lạ hết trơn à. Đó, đây là bình, đây là nó cái vàng giống như bình xăng vậy đó, bình xăng xe đó. Đó, không thấy bugi hả. Đó, quá trời luôn nè. Mấy cái đây là cái mấy cái cổ bô rồi nè, mấy cái bô e rồi để dành cho binh xe độ lên đó. Đó, nhìn ngầu quá ha, thầm hố quá trời luôn nè. Đó, thấy không, nguyên cái vàng đây nhìn giống cái đầu con trâu không. Đó, quá ngầu luôn nè. Wow, đã thiệt luôn. Nó có bình gas rồi này kia đó nha, chắc sẽ có loại xe chạy bằng gas đó nha. Hồi xưa có chạy xe bằng gas đó, bằng ga đó. Đó, quá trời luôn nè. Rồi, đi tiếp thôi, quá trời rồi. Đó, tiếp tục nha, quá trời luôn các bạn ơi, toàn là đồ chơi xe độ không à. Đó, có ghế rồi nè. Đó, đây nè các bạn thấy không, ghế của mấy xe đua nè. Đó, nhìn ngầu không, quá ngầu luôn chứ. Đó, trong đây thì đầy đủ các đồ chơi luôn nha. Đó, từ xe độ tới xe thể thao, xe gì cũng có chứ trong đây á. Đó, mình thấy cái tiệm này là lớn nhất của thành phố mình đang ở nha, thành phố Arlington nha. Đó, thì cái này là cái cửa hàng ở thành phố Arlington nha, Texas nha. Đó, ai muốn mua đồ thì tới đây nha, nó nằm cặp cận 20 đó nha. Đó, nhiều bạn hỏi mình sao lên đây mà không nói địa chỉ, thì nhiều khi đôi khi mình không có, mình quên, các bạn thông cảm nha. Đó, đây là một đồ chơi xe hơi nè, mấy xe mô hình nè, thì mình cũng quay rồi đó, các bạn thấy không, đây là những cái bánh xe độ nè, quá trời một hàng xe độ, bánh xe độ luôn nè các bạn. Đó, từ xe lùng tới xe cao nha, nó bánh quá ngầu luôn nè. Đó, rồi đi tiếp tục nha. Đây thì bán nhớt nhau này kia nọ. Đó, rồi đầy đủ luôn. Đây thì bán bình đồ này kia, mình coi bình bên đây giá mắc không nha. Đó, mấy cái bình đây có giá mắc không, mấy cái bình này thì giá đâu mình không thấy vậy ta, sao mấy này không thấy giá. Ở đây là các bạn, cái bình thì giá 154 đồng nha, 99 cent nha. Đó, nó cái 93 đồng à. Đó, cũng ok, giá ở đây cũng rẻ á, nói chung là cũng ok, không mắc đâu, giá này được á.
trăm năm mấy đồng nè. Đó. Đó, thì đây nguyên dàn bánh mâm nè. Đó, quá trời luôn nè. Ngầu quá ngầu luôn. Đó. Đây nè, mấy cái lốp xe của xe để dành chạy xe đua nè các bạn thấy không? Không có miếng gai nữa thấy không? Đó. Quá ngầu luôn, mấy lốp nè. Quá trời luôn nè. Đó, mấy lốp để cho xe đậu đó, xe để dành đua đó, xe thể thao đó. Quá dữ luôn. Không có một miếng gai nữa nha. Rồi mình sẽ dắt các bạn đi xem mấy cái giá của mấy bánh xe này nha. Đó, thì mấy bánh xe này một cái bánh của thằng loại này các bạn 133 đồng 99 nha, cũng rẻ nha, cũng mắc nha. Đó, cũng cái 120 mấy nè. Đó, thì 100 mấy nè. Đó, thì cái này nè, cái này nhìn thấy đẹp, quá đẹp luôn nè. Có 288 đồng nè, 286 đồng mà nha. Đó, quá đẹp luôn nè. Đó, nhiều cái thì cũng giá cũng cả hợp lý các bạn. Đó, thì một bộ nó khoảng 1000 mấy thôi à. Nó bốn cái thì khoảng 1000 mấy thôi. Nó cái này thì 329 đồng, 40 mấy sen. Đó, đây cũng giá cũng hợp lý nha, giá cũng mềm á, cũng ok. Đó, đây là mấy cái máy để mình lên mình check nè, mình check coi coi mình muốn mua gì nha. Đó, đây cái này 100 mấy đồng à, quá trời luôn nè. Đó, thì mấy bạn mà muốn độ xe đồ, muốn binh xe thì hãy vô đây nha, vô đây mua tha hồ mà lựa chọn nha, quá trời luôn nè. Giá cả thì mình thấy cũng hợp lý đó. Đó, đó, tiếp tục đi tới nha. Đó, thì đi vòng vòng nha, đi vòng. Đó, thì lên tới đây thì cái sảnh này thì lên trước rồi. Đó, thì gần đi gần hết chỗ rồi đó. Đó, thì đây thì bán dàn phuộc nè các bạn, phuộc xe rồi nè nha. Đó, nhíp đồ này kia nè. Đó, đồ độ này nè, phuộc đồ nè. Đó, hai bên nè các bạn thấy không, hai bên là phuộc không nè. Đó, phuộc đó. Đó, quá trời luôn. Thì ở đây thì để khu nào có khu nấy nha, chỗ nào bán phuộc thì phuộc không, bán mâm thì mâm không nha. Đó, đầy đủ hết á. Còn bên kia thì tôi thấy là bên kia là để bán thắng đó, mình qua một vòng cho bạn xem. Đó, mấy phuộc độ nè, ngầu ha, mấy phuộc nhìn thấy ngầu ha, mấy phuộc này gắn vô xe nhìn đã lắm á, nhìn thấy cái xe cứng cáp lắm. Đây, qua đây, đây thì nguyên một dàn để bán mâm xe nè. Ủa, cái này không phải, cái này cái thắng xe đó các bạn. Đó, bố thắng rồi này kia nè. Đó, thì cái này bán có giá 100 đồng nha, cái thắng này nè. Cái này thì 300 mấy nha. Không biết cái này của loại xe nào nữa. Thì cũng biết. Ồ, cái này của Cadillac các bạn ơi, nè. Cái thắng này của Cadillac nha. Nó cái đĩa nè, cái đĩa xe đó. Đó. 200 mấy cũng có nè, cái này của thằng nào đây? Mà mình thấy trong đây đồ toàn đồ xe Mỹ nhiều nha các bạn. Trong đây toàn bán đồ phạt xe Mỹ nhiều nha. Đó. Hiệu này hay hiệu gì nè. Đây nè, cái đĩa nè. Cái này thì bán giá bao nhiêu mình không thấy nha. Cái này ở đây mình coi giá nó coi. Cái này hình như mình không thấy giá các bạn ơi. Oh, wow, hình như nó nè. Nó bán là 1.824 đô nha. Đó. Wow, quá đã ha. Tôi đây nhìn thấy ghiền luôn các bạn ơi. Đó, nguyên một hàng nè. Toàn là xe độ không đó, độ xe chế độ lên cho đẹp xe đó. Đó, nhìn ngầu quá ha. Đó, Garkin mà. Đó. Xe của dân chuyên nghiệp đó, dân thể thao đó. Đó. Quá trời luôn. Đã quá đã các bạn ơi. Đó. Đây thì bán mấy cái hình như mình thấy là mấy cái nồi ăn pizza xe hay gì nè. Hồi xưa Việt Nam mình có xe nó bị hư cái này nè. Đó, mình biết, bây giờ mình biết cái này nè. Đó. Cái bố để dành nhà vô vô thắng vô số xe, số xe, số sàn, số tự động gì đó. Đó, mấy cái này á. Mấy cái này bán thì với giá là 900 mấy nè nha. Đó, 972 đồng. Đó. Chiếc này của hãng nào ta? Sao mình đây mình thấy hãng người ta? Là Ford nè. Đó. Đó, đây nè, Ford nè. Các bạn thấy không? Đó, quá trời luôn các bạn ơi. Đó, đầy đủ luôn nè. Màu này màu kia màu nọ đầy đủ luôn ha. Đây mình có quay vậy nè. Chiếc này có bán không ta? Đó, chiếc này chắc chiếc này xưa chắc đua chắc chạy lắm, các bạn thấy bánh không? Quá ngầu luôn ha. Quá dữ luôn. Bánh lăn lử nữa các bạn ơi. Man, quá trời đẹp. Mấy chiếc này chắc còn chạy được chứ. Đó, người ta dọn đâu lại nhìn. Chiếc này nhìn giống như là cái quả tiễn các bạn thấy không? Nó dài kìa. Ở như nó dài, nó thon giống như cái mũi chĩa, nó chĩa đi vậy á. Chiếc này đều ba chữ vằn lắm á.
Rồi, nãy giờ thì mình cùng các bạn đi tham quan khám phá cái cửa hàng bán đồ phục tùng xe, là xe độ rồi đến xe thể thao, rồi nói chung là các loại xe luôn, xe cổ, xe gì tùm lum tùm lá các bạn, thì đi cũng cũng hết vòng rồi. Thôi thì mình xin kết thúc nha các bạn. Hẹn các bạn vào clip sau nha. Bye bye. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye.